Xin chào cô chú anh chị em trở lại kênh Tú Trần Bonsai và Làm Vườn ha. Thì hôm nay mình ghé cái vườn của bạn anh chị, thì mình có một số cây muốn giao lưu với anh chị ha. Thì mình quay lượt một số cây có nét để chia sẻ anh chị ha. Anh chị thấy cây nào vừa ý thì điện thoại chủ vườn để báo giá và gửi hình chi tiết cho anh chị nha. Trước tiên thì mình quay một cái cây gián thú anh chị ha. Cây này thì mới ghép mấy ngày thôi. Cái tược của nó nè ha. Cây thì phát triển mạnh á. Cây này chiều cao nó khoảng 1 mét. Hoành thì 27 anh chị. Hoành eo ha. Thú này ở trước có hai cái chân. Thì cái chân này là cái chân lúc trước người ta ghép vô anh chị nha. Ghép vô nhưng mà nó đã dính mạnh liền da hết rồi. Đây là cái mặt trước nè ha, hai cái chân nè. Hai mặt đều ra cái nét thú anh chị. Chân này mình thấy làm như là cũng là ghép cái chân vô á. Nhưng mà nó đã hiện tại nó liền mạnh rồi nha. Phía sau có một cái đuôi ha. Thì anh chị thấy thích thì liên hệ chủ vườn ha. Mình quay một số cây muốn giao lưu anh chị thôi. Cây đó là cây đầu tiên ha, cây số 1 đi. Đây là cây số 2. Cây này nồi đế rất là đẹp anh chị. Nồi đế đặc nè ha. Cây này hoành thân khoảng 30-32. Hoành eo ha, chỗ này lớn nha. Chỗ này khoảng 38-40 á. Nồi đế đặc. Đó cây này quý. Cây này thì nguyên cái bồ đế nó gom. Nơi hoành ở đó gì? Ừ. 34. 34. 34 hoành. Đế này cũ không? Ừ, ta xe xe luôn. Nồi đế đặt 117 anh chị ha. Đồ cao nè. Hết thước dây hả? Mét rưỡi. Cái này nó có mấy cái cành quái ha. Dẫn ngọn lên quái nè. Cái này ghép mai sắn hả? Sắn. Ghép mai sắn anh chị nha. Cái nồi đế cũ đặt luôn ha. Đây là cây thứ hai. Bên đây có một cây, cây này cũng gián thú nè. Nét nét thôi anh chị ha. Cây này già, cây nhỏ già. Cây này hoành khoảng 20-22. Cây này cao cũng khoảng 1 mét á. Tài cành đều ha. Mình quay một số cây nét ha. Nói chung là vườn này giao lưu anh chị một số cây á. Tuy nhiên thì mình quay những cây nét cho anh chị mình xem. Còn anh chị nào ở gần tới vườn thì thích những cây nhỏ nhỏ cũng giao lưu luôn anh chị nha. Đây một cây gián thú nè. Cây này nó rất là quái nha. Cây này có cái đuôi người ta sửa nó dài. Đò từ cái đuôi nhiều à? 69. 69 chiều dài của đuôi ha. Dài từ đuôi tới ngọn tới trước luôn anh nhỉ. 1m33. Cây này cây nguyên thủy anh chị nha. Cây này nguyên thủy bông đẹp. Tán ngang 73. Cây này nó có cái đuôi nè, cái đuôi sữa nó phóng phóng ra ha. Giờ trên này một cái cành trên này nó cũng đuổi theo cái đuôi nè. Cây này nó lạ anh chị ha. Đo cái mình thú từ cái đuôi tới cái ngọn, tới cái ức. 48. Chiều dài 48 anh chị ha. Quay cái mình thú anh chị anh xem. Cây này thì
bông nguyên thủy. Cây này hôm Tết mình có xuống phụ con tàn cây này thì mình biết cái bông cây này đẹp nha. Cây này thì mình chơi nguyên thủy, bấm đặt tàn nè, anh chị thấy như vậy ha. Mình bấm sát sát vô thì năm tới nó đặt cây rất là đẹp á. Năm Tết thì cái tàn này nó rộng, mình bấm nó nhỏ lại cho nên cây này Tết tới đây ha, mình chơi là rất là đẹp đó. Cây này hiện tại rất là sung ha. Đây một cây dán bay nè. Mấy cây này quay lực lực anh chị ha. Anh chị nào có ở gần, địa chỉ mình đây là gì vậy quý? Ấp Quân Phong, xã Tân Thiền, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre anh chị nha. Để một cây giáng long, cây này nồi đế cũng đều nè. Quỳ lực lực mấy cây có nét ha. Đây một cây cũng có nét thú nè. Cây này quỳnh khoảng 28, quỳnh eo anh chị nha, nồi đế. Cây này cây già cây, nồi đế đặc luôn nè. Đây có hai cây tứ quý ghép giả thu đức ha. Cái siêu nụ. Siêu nụ. 36. 36 quanh. Rồi xích lên nè. Cái nồi đế. 112. 112. Ở trên anh chị ha, còn nồi lớn dưới hả? Lớn dưới mét ngoài, không đâu mét. 112 rồi, hằng này mét mấy chứ mét gì? Mét rưỡi. Quá trời nồi. Siêu bông khác siêu nụ anh nhớ, nó giống siêu nụ. Tứ quý ghép siêu nụ anh chị ha. Nồi đế đặt luôn, cái chậu này 6 hả? 60, 65 gì ha. Bích cái miệng chậu luôn. Cây này ghép hơn mùa ha. Mùa luôn á. Mùa cốt lớn. Đấy. Cốt gần bằng ngón tay anh chị. Cao 1m2. Cao 1m2. Rồi, chụp bên đây. Đây cũng một cây tứ quý luôn anh chị nha. Đường thân nè. Quanh 38. Rồi đế 136. Đó hào hào thân chị ha. Cái này chắc nằm chậu 65 á. Cây hiện tại đang phát cây 2 ha. Cây rất là sung. 7. Được mấy? 7. 7 ha. 7 thấy nhỏ ta. Cao nhìn thấy nhỏ. Đó qua đây nhìn thấy nhiều chậu 7. Hiện tại nằm chậu 7 ha. Ngang cái kia. Mét. Chậu 1 mét. Đó, cái gì anh chị liên hệ em quý ha. Đây có một cây này thuần chậu, cây này cái nồi đế cũng đẹp. Cây này cái phong tàn nó cũng thiên nhiên anh chị. Mình thấy cây này nó có hiện tượng lên nó bể, nó xù xù nè, nó làm như cây nu anh chị. Cái cành nó có gân ha, nó lên lên nè. Đây lên cục cục nè ha. Cây này nuôi thời gian nữa nó cái thân nó có hiện tượng là lạ phụ nè. Cây này cũng cây nguyên thủy bông đẹp anh chị nha. Nồi đế nè. Đây nó cũng phù phù nữa ha. Cây này thì nó có trống ở chỗ này. Đây nó có một cái rễ nhỏ đây. Cây này nếu mình để chơi Tết ha. Cây này mình chơi
Tết nó bung cái tàn mình cũng con nó gọn anh chị, cho nên Tết cái cây này nó sẽ đặt tàn ha. Mình bấm những cái cành này nè, bấm ngắn ngắn lại. Mình cứ chừa 3 lá ha, mỗi một cây đọt lên mình chừa 3 lá thôi. Thì sau này nó đặt tàn thì nó sẽ cho hoa khích hơn. Đây mình thấy có một cây mai tàn xù. Cái này xù nhiều nha. Cây này đế thì nó bỏ cơ bản thôi, nó không đều lắm. Xù từng cái nách dài lên tới ngọn luôn. Tới ra những cái nhánh nhỏ ở ngoài luôn ha. Cây này cái tàn kính luôn rồi. Cây này chơi là ok rồi. Nước trụ lên nè. Chị thấy cái bạch nó lên cộm hơn cái ngón tay mình luôn nè. Cao chắc 2 mét thôi quý. Cao chắc khoảng 2 mét. Đậu đậu không tới. 2 mét. Cây hiện tại rất là sung anh chị ha. Cây này mình thấy những cái cành nó ra ngoài này luôn nè. Dài dài đây ha. Xùi ra ngoài luôn. Thì những cây trồng bồn này cũng giao lưu luôn anh chị nha. Được cây nào thì cũng giao lưu hết. Cây này cũng có cái nét mà. Trồng đất thì này bị án rồi, mình không có nhìn rõ được ha. Cây này mình thấy nó cũng xù nữa nè. Cây này cũng quái ha. Thú. Trên này nó cũng có hiện tượng ha. Trên ngọn này thì nó có nguyên một cái cục lớn nè. Từ dưới chân đế lên khoảng 1m2. 1m2, 1m4 gì vậy, 1m2 ha. Rồi nó đóng một cái cục xù trên đây. Cây này hiện tại người ta đang xuống đất cho nên nó bị sượng nè. Cây này thì mạnh nha. Cây này thì những cây này mình bao mạnh anh chị ạ. Đây cây bonsai lùng. Cây này có cái đuôi ha, cành 1, cành 2. Cây này bắt theo cái cây bài cơ bản anh chị, nó có một số cành cơ bản nha. Cây này nó cũng sạch sạch cây ạ. Cây này quành eo khoảng là 22. Em 2, 24 vậy nha. Quỳnh eo là ngay chỗ nhỏ nhất anh chị nha. Còn nếu mà đo ngay đây thì nó khoảng 32. Đậu đậu anh chị ha. Còn nếu anh chị mình thích thì liên hệ với chủ vườn thì sẽ đo quỳnh kỹ chi tiết cho anh chị và gửi qua Zalo cho anh chị nha. Cái cây này thì quái anh chị. Cây này lúc trước mình cũng có xử lý giùm anh bạn này ha. Cái đầu đế nó từ cái mặt đèn nó xuống khoảng 3 tấc nên vậy. Và dưới rễ thứ rất là nhiều. Cây này cái bộ đế ở dưới, cái cấp đế dưới rất là nhiều. Cho nên sau này mình xử lý, nếu anh chị nào thích đế ha, thì có thể mình xuống dưới 3 cục gạch này nè. Là cái chân đế nó xuống tới dưới này, rất là nhiều nha. Cây này quái. Từng cái cành quái nè. Đó, người ta lấy hai cái cành ha, đưa ra, người ta quấn với nhau, đưa ra một cái cò quái nè anh chị. Trên đây cũng một cái cò quái nữa ha. Cây này hiện tại thì có bị bọ trĩ đánh một lần ha. Hôm nay nó bung tược mới nè, rất là mạnh nha. Đang phát triển. Thì những cây này có thể anh chị giao lưu thì chủ vườn sẽ cho anh chị gửi, khi nào cây ổn định thì lấy, chứ không nhất thiết là phải lấy liền. Cho nên
những cái chỗ này muốn mua bán như vậy ha, thì tìm cách nào hợp lý cho cái cây nó khỏe và giao lưu hai bên anh chị, chứ không có nhất thiết là phải giao lưu liền ha. Cho nên làm cách nào để cái cây mà nó an toàn hiệu quả ha. Cây này cái nồi lớn nha, cây này cái đường thân nó lắc anh chị thấy nè. Rất là quái ha. Bên đây có một cái cây sù. Cây sù như chiếc cúp anh chị. Thường những anh em đăng nó là chiếc cúp rồi ha, cúp vàng. Thì cái cây này mình thấy cái độ giống nó cũng khá là giống anh chị. Ở dưới này nhỏ nè ha, lên đây nó bự ra. Giờ anh chị thấy cái cục này nó cũng giống như những cái chiếc cúp nè, ở trên có cái ngọn trụ rất là đẹp ha. Đây eo nhỏ lại, mình thăm dưới này cái rễ nằm sâu dưới anh chị, nó còn xuống khoảng một tấc nữa. Thì sau này ở hai bên đây nó có hai cái cành người ta cắt bỏ nè, thì mình sẽ uống hoặc là mình ghép gì đó lên mình đánh cái quai ha, hai bên đây hai quai thì nó sẽ rất là giống cái cây cái chiếc cúp anh chị. Cây sù lạ ha, cái này thì sù gần như 100%. Đây một cây sù nữa ha. Tiền quy xe lượt ha, có gì anh chị liên hệ chủ vườn để chủ vườn báo giá anh chị nha. Đây cũng một cây nét nét thú, cây già ha. Thì những cây này mới ghép cho nên có thể anh chị chốt cây thì có thể dễ lại, khi mà cây khỏe mạnh gì thì giao lưu ha. Đây còn hai cây phôi. Đây một cây tứ quý có một cái cành phóng ha. Nồi đế rễ cũng khá nè. Cây này chiều cao nó khoảng 80. Có cành phóng này cũng dài ha, khoảng 50 ạ. Cây này hiện tại có ghép mấy bò. Mình sẽ để số điện thoại của em Quý trên cái góc trái màn hình ha. Anh chị có gì thì liên hệ ha. Cây này quạnh nhiêu Quý? Nhớ không? Về cây này hồi Quý báo quạnh ha. Cây đó cái thân nó cũng dặn đẹp. 44. 44 quạnh. Cây đó quạnh chuẩn anh chị nha. Đây một cây mai vàng nè. Cây này đo quạnh luôn. Bốn mươi bảy. Này đế 86. Đế này cũng lấy ngay giữa chưa ra hết anh chị nha, 86. Hết cái tầm ngoài 110. 110. Cây hiện tại thì đang ra tược ha. Cây này nào anh chị nào trồng bồn á, cao nhiêu? Cao 75. Anh chị trồng bồn thì cây này mình có thể xử lý trồng được, chứ như cây này thì mình không có thể cạy hết chất trồng vô chậu là nó yếu cây nha. Cây này mình chơi có thể chơi cái tầng đa. Nồi đế cũng bấu xuống đẹp anh chị ha.
Rồi mình sẽ để số điện thoại của em Quý ở góc trái màn hình anh chị ha. Anh chị dùm cái góc trái màn hình để có gì liên hệ ha. Tổng quan cái vườn một số cây, còn chị nào gần thì có thể tới để mình tìm một số cây cũng đa dạng, có cây nhỏ rồi luôn. Rồi mình xin phép được kết thúc video tại đây ha. Cô chú anh chị xem kênh thấy hay thì cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình ha, để mình có động lực mình làm những cái video tiếp theo chia sẻ anh chị ha. Rồi xin chào cô chú anh chị nha.